Chào anh, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới, kênh cập nhật các thông tin giải trí nhanh nhất có trong ngày. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến các cho các bạn những tin tức gì đáng chú ý. Hãy dành ra ít phút để cùng với mình theo dõi ngay bây giờ nhé. Choáng với tài sản khủng của Mai Phương Thúy, không cần đi làm 5 năm vẫn rủng rỉnh tiền tiêu. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Mai Phương Thúy đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình mùa dịch. Nàng hậu tiết lộ thời gian dịch bệnh cô còn mua sắm nhiều hơn bình thường. Mặc dù dịch bệnh phức tạp nhưng Mai Phương Thúy vẫn có một khoản dự phòng, số tiền đó đủ để duy trì công ty 2 năm và 3-4 năm cho gia đình nếu cô không đi làm. Mai Phương Thúy chia sẻ: "Những ngày này tôi tiêu nhiều hơn bình thường vì mua sắm online thường xuyên. Tôi coi đó như cách kích cầu mua sắm, tăng doanh thu cho các doanh nghiệp. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình có đóng góp phần nào đấy cho xã hội." Từ trước đến nay, tôi luôn để dành sẵn một khoản tiền đủ tiêu xài cho bản thân trong gia đình 3-4 năm mà không cần có doanh thu. Tôi luôn có khoản dự trữ 2 năm cho công ty và 3-4 năm cho gia đình. Tôi sống và làm việc theo kế hoạch 5-10 năm. Tôi tự giác chuẩn bị cho các tình huống bất khả kháng xảy ra. Tôi không thích lâm vào tình cảnh chớ trêu và kẹt về dòng tiền. Nếu phải rơi vào cảnh đó, sẽ rất khổ. Nói về thời điểm dịch bệnh cũng như cuộc sống khi ở một mình, Hoa hậu Việt Nam 2006 tiết lộ. Tôi vẫn phải làm việc như bình thường nên không có gì thay đổi so với trước. Ở nhà ngày dịch tôi có thêm thú vui dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Sống đến 32 năm mới biết mình thích làm nội trợ. Điều thú vị là trong lúc làm việc nhà, tôi nghĩ được nhiều ý tưởng trong việc kinh doanh. Từ khi thành phố Hồ Chí Minh có ca nhiễm đầu tiên, tôi đã cắt toàn bộ đi lại xa. Tôi nghĩ mình không thể biết bản thân có là F0, F1 lúc nào nên không mạo hiểm về nhà, khiến người thân đi cách ly. Đó là lý do tôi không về Hà Nội. Trong thời gian này, Mai Phương Thúy cũng tích cực đi làm tình nguyện, hỗ trợ cho các bác sĩ ở các bệnh viện. Mặc dù không có sức khỏe tốt, nhưng cô vẫn muốn góp sức mình giúp các bác sĩ, nhân viên y tế đang căng mình làm việc trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Như tôi đã chia sẻ, bản thân không tham gia được nhiều, phần vì sức khỏe yếu và còn phải làm việc. Công việc thì không bỏ được, vì còn phải giúp bao nhiêu người kiếm thêm thu nhập mùa dịch. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp tham gia ngay mỗi khi rảnh. Lịch trình tình nguyện ngày nào cũng có, ngoài tôi còn có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác tham gia nữa. Những công việc tôi từng làm trong đội tình nguyện đều theo sự sắp xếp của các anh chị. Ví dụ, tôi dọn sạch ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly, nấu ăn cho các bác sĩ bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt tiêm vaccine ở nhà thi đấu Phú Thọ, tôi điều phối, phân luồng người đến khu vực tiêm, cũng như thông tin về việc tiêm phòng. Tôi phụ trách việc hướng dẫn khu vực người bị cao huyết áp ngồi nghỉ để ổn định khi vào chích vaccine cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tin tức mới mong rằng các bạn đã có những giây phút thật vui vẻ sau khi theo dõi xong bản tin ngày hôm nay đừng quên nhấn đăng ký bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ chúng mình nhé xin chào và hẹn gặp lại